Sáng nay 12 tháng 10, hàng loạt trang Facebook cá nhân của người nổi tiếng với hàng trăm nghìn, thậm chí cả triệu lượt theo dõi bất ngờ mất hết lượt theo dõi, trở về dưới mức 10.000 người. Đây được nhận định có thể là lỗi trên diện rộng của Facebook. Tại Việt Nam, ca sĩ Sơn Tùng MTP trước đó có hơn 2 triệu người theo dõi, giờ chỉ còn 9.938. Hai streamer Độ Mì Xì si vốn có hơn 2,5 triệu lượt người theo dõi. Con số hiện giảm còn 9.919 follow. Các ca sĩ nổi tiếng như Đông Nhi, Bích Phương cũng chỉ còn dưới 10.000 người theo dõi. Ban đầu, nhiều người cho rằng đây là hành động mới của Facebook khi muốn lọc lượng tài khoản ảo. Nhưng ngay cả trang cá nhân của CEO mạng xã hội này là Mark Zuckerberg cũng chỉ hiển thị 9.927 người theo dõi, dù trước đó là gần 120 triệu người theo dõi. Sự cố trên chỉ xuất hiện trên các tài khoản cá nhân, những fanpage không bị ảnh hưởng. Một số chuyên gia nhận định đây có thể là lỗi ngắn hạn và chỉ là hiển thị, có thể được sửa sớm hiện facebook vẫn chưa đưa ra bình luận về vấn đề này